Phạm giới tiền tồn tập 80 Lúc bây giờ Lữ Thành Trúc vẫn đứng sau lưng thôi hằng Cách đó không xa lại còn nói chuyện Hơn nữa vừa mới mở miệng chính là nội dung Làm cho người ta đều cảm thấy khiếp sợ như vậy Chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo Lữ Thành Trúc liền hóa thành một đạo vết sáng màu đỏ thắm Trực tiếp xông lên trời Bay đến trên trời Mắt nhìn xuống tất cả mọi người phía bên dưới Cùng lúc đó 21 khối tàn chi mảnh vụn kia Bỗng nhiên di chuyển Phong phất là bị được tượng kỳ dị nào đó triệu hoán vậy lại tất cả đều bị bay lên trên, tụ tập đến trên người Lữ Thành Trúc. Ngày sau đó, 21 khối tàn chi mạnh phụ này không ngờ sáng lên ánh sáng sáng chói. Chúng nó lẫn nhau nối điền cùng một chỗ, hỏa lẫn, đem toàn bộ tự thành trúc bao phủ đấy. Chỉ một thoáng sau, thiên địa biến sắc, phòng phần cuộn trào, nhật nguyệt vô quang. Thế giới mới vừa khôi phục bình tĩnh xuất hiện hỗn loạn kịch liệt hơn. Theo 21 đạo Việt sáng đưa toàn thân tự thành trúc bao vây lại, Đại đạo quy tắc thiên giới giống như là gặp kẻ khắc tinh nào đó vậy, đã xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ. Đây không giống hiện tượng đại đạo pháp tắc vỡ nát tạo thành khi phòng sáng cùng quần sáng va chạm lúc trước. Đây là quy tắc cơ sở tạo thành thiên giới đều đang phát sinh tàn vỡ. Nếu để mặc nó phát triển tiếp, toàn bộ thiên giới cũng sẽ phá toái, trở nên tàn rã, chia rẽ, cho đến không còn tồn tại nữa. Biên cố bất tình tình khiến cho ngoại trừ thôi hàng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi tất cả đều không thể tin nhìn toàn ánh sáng trên bầu trời kia trợn mắt há mồm bất luận là cửu thiên dị vực hay đại thiên đình chi chủ hiện tại cũng đã bối rối tất cả đều cực độ kinh hãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời bọn họ ai ai cũng không nghĩ tới chuyện hiện ra vào lúc này người để cho cả sự kiện phát sinh biến hóa trong trời lở đất lại sẽ là ổn bộ trí tồn lữ thành trúc một người chỉ là tiên quan tầng thứ 9 còn là một bộ tử thi. Đây không khỏi cũng quá mức hoang đường rồi. Chỉ có thôi hằng thần sắc như thường, như là đối với hết thảy các thứ này sớm có dữ liệu. Hắn nhìn về sáng trên trời đang không ngừng hội tụ, cảm giác đại đạo thiên giới đang không ngừng tan vỡ. Rất nhiều đầu mối trong đội tâm cũng đang dần dần móc nối, khẽ cười nói. Đây cũng là cùng ngươi có liên quan đi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng nổ chấn động toàn bộ thiên giới chợt vang lên. Chính Đình Thiên Châu cùng vô tận sinh đình ngoại vực toàn bộ đều nghe được cái tiếng nổ này. Phẳng phất là toàn bộ thiên giới đều bị thực lượng vô cùng mạnh nào đó đục xuyên qua vậy. Theo một tiếng vang thật lớn này nổ ra, quanh thân của Lữ Thành Trúc không ngờ toát ra vô số đạo ánh sáng màu vàng tràn đầy linh tính bất hủ, khí tức bất tử bất diệt. Đùng đùng đùng, giống như ngàn tỷ đạo lôi đình nổ tung nổ vang quách tán ra, toàn bộ thiên giới đều giống như là đang run lẩy bẩy. Thời khắc này, trong mắt của từng sinh linh bên trong thiên giới đều đổ ra một tòa cánh cổng ánh sáng to lớn lơ lửng trên trời. Cánh cổng ánh sáng to lớn lơ lửng trên trời này cao hơn ngàn trượng, toàn thân đều là tàn ra ánh sáng chói lọi vô cùng thần thánh, giống như là một món thần vật nối điền thiên giới cùng chư thiên vạn giới cực kỳ tôn quý. Nhưng ở trên cánh cổng ánh sáng này còn lưu lại khí tức mặt trái cực kỳ mạnh mẽ, cho người ta cảm giác tràn đầy đổ nát cùng mục nát, thậm chí trên cửa lớn còn lưu lại vết bẩn màu vàng y như vết máu. Thiên giới chi môn, đây là thiên giới chim môn. Cự nhiên vào lúc này đã hiện ra. Thiên giới chim môn bỗng nhiên rung động, tòa cứng môn đóng chặt năm hay vạn năm này lại vào lúc này bỗng nhiên mở ra một khe hở cực kỳ nhỏ, hơn nữa bắt đầu từng bước mở rộng. Thiên giới chim môn lại muốn một lần nữa mở ra. Cái biến cố điền tiếp này khiến cho tất cả sinh linh bên trong thiên giới đều sợ tới ngây người, hoàn toàn không biết mình phản ứng đối thế nào, càng không biết tiếp đó sẽ phát sinh ra cái gì. Mấy người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh cũng đều tiến tới bên người Thôi Hằng, có chút hoảng sợ nhìn dị tượng trong thiên địa. Đứ Thành Trúc vì hai mốt đảo vệt sáng bao phủ kia, đang chậm rãi mở ra thiên giới chim môn. Những tình huống này đều đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, cũng hoàn toàn không phải chuyện bọn họ bây giờ có thể ứng đối. Bình tĩnh, chờ con nóng. Thôi Hằng thì chỉ mỉm cười nói, sư phụ đang sắp đột phá ong 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 vào lúc này thiên địa hư không lần nữa vang lên âm thanh rùng chấn to lớn 21 vệt sáng trên bầu trời tất cả đều bị tự thành trúc hấp thù tiến vào trong cơ thể nàng lúc này phảng phất lột xác toàn thân không phủ một mảnh vải Sáng đẹp đường cong rõ ràng nhưng thân thể đều bao phủ ở bên trong một toàn hảo quang màu trắng tinh nhìn không được rõ bây giờ nữ thanh trúc đã thăng hoa cực điểm không bao giờ còn là trạng thái không sống không chết kia. Khi thế toàn thân cũng biến thành vô cùng khổng lồ. Nàng kẽ nâng lên tay phải của mình, nhẹ nhàng hướng thiên không nhẹ nắm, vui mừng không dứt mà nở nụ cười. Ta đã phá toái rồi. Ánh sáng vô cùng sáng chói, vô cùng sáng ngời, tràn ngập ở giữa thiên địa này. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên giới đều bị một cô lực lượng kỳ dị bao phủ. Ở bên dưới lực lượng như vậy vật chất thực tế phảng phất đều phá toái thành hạt cơ sở nhất hết thảy hình tượng đều bị phá toái chỉ còn lại có pháp tắc đạo vận bản chất nhất lữ thành trúc đứng thật cao ở bầu trời như là áp đảo trên vạn sự vật toàn thân của nàng đều được bao bọc ở trong ánh sáng tình khiết hoàn mỹ giống như thiền nữ từ chỗ vô cùng cao hạ xuống thần thánh cực kỳ chẳng qua là đứng trên không trung nàng liền mang tới cho người ta một loại cảm giác hiểu rõ căn quyền vạn sự vạn vật có thể tùy ý điều khiển đại đạo pháp tắc, giống như là chúa tể tối cao của thiên giới hiện ra trên thế gian. Phá toái trần không, thẳng tới bản nguyên, đây là phá toái chi cảnh. Thiên đình chi chủ mặt đầy kinh hãi, không thể tin nhìn nữ thành trúc trên trời, sợ hãi nói. Điều này, điều này sao có thể chứ? Người làm sao có thể đột phá, đạt tới cảnh phá toái chi cảnh kia chứ? Thiên đình chi chủ đối với người ôn bộ chi tôn nữ thành trúc này không thể nghi ngờ là hết sức quen thuộc. Lục trước chính hắn hạ lệnh tiến hành thiền trù đối với Lữ Thành Trúc cũng là hắn hạ lệnh sửa lại án xử sai cho nàng cũng tự tay đem an táng đi. Nhưng hết thành những thứ này đều đang đã làm chuẩn bị vì chính hắn. Sau khi chu quân thiên đem thần quang trí bảo lấy ra từ trong sáu tòa thiền bồn chính là thông qua người môi giới Lữ Thanh Trúc này đem thần quang trí bảo đưa đến trong tay của hắn. Toàn bộ quá trình Lữ Thanh Trúc ở trong mắt của thiên đình trì chủ chẳng qua chỉ làm một con cờ thôi nhỏ nhặt không đáng kể đến. Hắn thậm chí chưa từng suy nghĩ qua, trên người tự thanh trúc có hay không có tồn tại cái biến số gì. Theo Thiên Đình chi chủ, tự thanh trúc dù sao chỉ là một thiên quan tầng thứ chín mà thôi, quá yếu, căn bản cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió. Nhưng hắn phản thần không ngờ, một người hắn chưa từng chân chính để ý qua như vậy, lại sẽ đột ngột đột phá đến phá toái chi cảnh. Đây là cảnh giới hoàn toàn áp đảo trên thiên bồn về hai quan tuy tiên một ý niệm cũng có thể diệt sát không biết bao nhiêu cường giả thiên vôn với hai quan. Tại sao nữ Thanh Trúc sẽ bỗng nhiên đạt tới loại cảnh giới này? Điều này căn bản không có khả năng đâu. Trên mặt của cựu thiền sĩ vực cũng đầy vẻ mặt khó có thể tin được. Bọn họ gần như đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác rồi. Ở kỳ nữ Thanh Trúc đột nhiên dung nạp 21 khối tàn chi mảnh vụn kia, bọn họ cũng cảm giác được vạn phần nghi ngờ cùng không hiểu gì. Đây là người nào chứ? từ nơi nào mà mọc ra vậy? Tại sao nàng ta có thể dùng hợp 21 khối tàn chi mảnh vụn này? Những tàn chi mảnh phụ này cũng đều là đồ vật còn mạnh hơn so với thiên quan tầng thứ 12. Chỉ đem một kẻ thiên quan tầng thứ 9 làm sao có thể đem chúng nó dùng hợp. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ trố mắt nghẹn họng. Những nữ tử thiên quan tầng thứ 9 này lại thật sự đem 21 khối tàn chi mảnh vụn kia đều tuyển hóa đi còn trực tiếp đột phá nên phá toán chi cảnh có sức mạnh hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Tại sao có thể có người đơn giản như vậy mà đạt tới phá toái chi cảnh kia chứ? Toàn bộ quá trình tràn đầy vị đạo ly kỳ cùng hoang đường này thật sự là quá bất hợp lý đi. Mà ở cùng lúc khi Lữ Thành Trúc đột phá thiền giới chìm bồn cũng theo đó mở rộng ra. Rất nhiều dị tượng bên trong thiền giới cũng đều chiếu trọi đến trong vạn giới tình khổng phía dưới vô số sinh tình cùng phần mình may mắn còn sống sót trong biến cố lúc trước đều cảm giác được một cỗ khí thế uy áp cực kỳ mạnh cũng đều có một loại cảm giác mình hoàn toàn bị nhìn thấu lại cũng không có chút bí mật nào hơn nữa chỉ cần là người đạt tới cảnh giới tạo vật chủ đều có thể thông qua tòa thiên giới chi môn không chỗ nào không có mặt kia thấy cảnh tượng của thiên giới sau đó thấy được hình ảnh đứng tại trên bầu trời kia sau đó bác phủ trong ánh sáng tinh khiết thần thánh và hoàn mỹ cảnh tượng như vậy trong phản cổ năm tháng quá khứ chưa bao giờ xuất hiện qua để cho vô số cường giả cổ xưa vì vậy mà khiếp sợ. mặc dù bọn họ cũng không biết bên trong thiên giới đang phát sinh chuyện gì nhưng chỉ đặt xem thanh thế dị tượng này nội tâm cũng đã bị rung động cực kỳ lớn không khỏi kinh hãi tinh hải mịt mờ mênh mông cực kỳ sáu cái cánh tay xoắn ốc bị chia ra làm sáu cái thiên vực lấy trung gương tinh hải làm đội hạch, chậm rãi xoay tròn. Trên thực tế, cái khu vực trung gương đội hạch mới là chủ thể chân chính của tinh hải này. Nó như là một cái vòng tròn màu bạc, óng ánh vô cùng to lớn. Cánh tay xoắn ốc chính là xúc xác từ bên trên cái đĩa thiên hà này kéo dài ra. Quy mô đĩa thiên hà vô cùng to lớn, số lượng tinh thể bên trong đều là hàng trăm triệu, thậm chí phải vượt qua tổng hợp của sáu cái cánh tay xoắn ốc. Chẳng qua giữa cái khu vực đĩa thiên hà này cùng sau cái cánh tay xoắn ốc như đã tồn tại lá chắn nào đó ngăn trở liên lạc của chúng nó nếu mà có thể ở trong một góc nhìn đủ rộng có thể để mắt nhìn xuống toàn bộ tinh hải để có thể thấy đĩa thiên hà nội hạch bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ cùng cánh tay xoắn ốc kéo dài ra kia tồn tại ngăn cách rõ ràng trong đó cụ thể là tình huống gì căn bản là nhìn không rõ lắm hết sức thần bí mà ở biên giới chủ thể tinh hải do đĩa thiên hà cùng cánh tay xoắn ốc tạo thành còn có thật nhiều cái phần ánh sáng sáng ngời, chúng đó đều là cụm sao tụ tập ở biên giới tinh hải, cũng là một bộ phận thuộc về tinh hải. từng cái cụm sao đều giống như là một cái giới vực độc lập, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách. trong đó số lượng hàng tinh có vài chục vạn viên, nhưng phần lớn đang mộc nát, thậm chí đâm vào bên trong suy bại, tùy thời đều có thể đổ tung ra. chẳng qua hành tinh tình huống như vậy đang là thời điểm tốt để lấy làm tài liệu luyện bảo. Lúc này để có một người nam tử mặc đạo bào ngồi xếp bằng ở trung ương một cái vầng sáng cụm sao. Hai mắt của hắn hơi khép lại, thân hình vô cùng vĩ đại, quanh thân tản ra lực lượng kỳ dị, lại ảnh hưởng mấy trăm ngàn viên hành tinh đang chuyển hóa càng dầu đối với bọn nó. Bỗng nhiên, tên nam tử mặc đạo bào này mở mắt, ánh mắt nhìn phương hướng tình hải, rơi vào bên trên một cái cánh tay xoan ốc trong đó. Ngày sau đó, quay miệng của hắn hơi hơi dường đền kẽ cười nói đợi đầu như vậy cuối cùng đã đến lúc vừa nói xong nam tử đạm bào này liền đứng dậy sang hai cánh tay ra chỉ một thoáng sau sức mạnh vô cùng to lớn bắt đầu lấy hắn làm đội hạch thội tụ lại điều này tựa như là có một viên hố đèn xuất hiện ở trung ương vầng sáng cụm sao này đang với tốc độ cực kỳ nhanh thu nạp toàn bộ tinh thể trong cụm sao bất luận là hành tinh hay là hành tinh hoặc là những thứ vật chất tinh tế khác toàn bộ đều ở bên dưới cỗ lực hút này hướng nam tử đạo vào hội tụ qua chỉ trong đắt sau cái phần sáng cụm sao quỳ bộ không coi là nhỏ này liền biến ngưng tụ thành một viên hạt châu tàn ra bảo quảng long lánh hạt châu này chỉ lớn chừng hạt gạo thông thường lộ ra vô cùng tinh xảo nam từ mặc đạo bào sau khi nắm hạt châu nhỏ này quan sát một phen Cật đầu cười mà nói chất lượng cũng coi như không tệ đấy tiện tài hắn liền đem viên hạt châu lớn bằng hạt gạo này tiện tay đem vào trong một cái túi vải bên hông của mình. Mà ở bên trong cái túi vải này có trăm ngàn hạt châu nhỏ tương tự. Mỗi một viên hạt châu nhỏ đều là một vầng sáng cụm sao. Tính toán một chút, rời đi bên kia cũng có mấy ngàn năm, vừa hay trở về nhìn xem thế nào. Nam tử mặc đạo bào mỉm cười rồi nói, thân hình thoáng cái liền biến mất tại chỗ. Bên trong thiên giới, vô số đạo ánh sáng tung hoành cả trong thiên địa. Đây đã đang khuếch tán ở bên dưới uy năng phá toái của Lữ Thành Trúc bị cưỡng ép biển hiện ra vô số đại đạo pháp tắc sau đó bị sửa đổi bị phản vẹo điều này trực tiếp đưa đến toàn bộ tiền địa pháp tắc của tiền giới biến thành một nhúng rối trắm thậm chí có rất nhiều nơi tự mâu thuẫn với nhau nếu là thời gian thiên giới nhất định sẽ âm vào bên trong tan vỡ nhưng đối với loại tình huống này lữ thanh trúc dường như hết sức hài lòng trước khuôn mặt mỹ lệ thanh tú còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt của nàng quét qua bốn phường tám hướng nhìn qua chúng sinh nơi nơi cuối cùng rơi vào trên người thiên đình chi chủ cùng cường giả của cửu thiên dị vực. Nhất là ở trên người thiên đình chi chủ cùng thạch thiên tôn dị vực, nàng đều hơi dừng lại một chút. Đột nhiên, một vị cường giả cầm phát thoái chú ý. Tinh thần thiên đình chi chủ tức thì điên căng thẳng hẳn lên. Cả người của hắn đều trở nên khẩn trương hẳn lên. Hiện nhiên Lữ Thanh Trúc nhìn chăm chú, mang tay cho hắn áp lực cực kỳ to lớn. Nhưng Thạch Thiên Tôn ở một bên là một bộ sáng không xảy ra chuyện gì cũng không có gì thay đổi cả. Đương nhiên điều này cũng có thể là bởi vì toàn thân của hắn đều đã do cục đá tạo thành, vốn rất khó khăn nhìn ra có cái biến hóa tâm tình rõ ràng gì. Các người ôn dưỡng thân thể không đánh thẳng của ta lâu như vậy cũng coi như là có không ít khổ lao. Lữ Thành Trung bỗng nhiên mở miệng, khen gửi thiên đình chi chủ cùng cường giả của cầu thiên dị vực một chút, mỉm cười nói. Để tỏ lòng cảm ơn, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các người, một cái nguyện vọng trùng trùng. Thiên đình di chủ khe vậy không khỏi dẫn sốt. Có chút không hiểu nổi Lữ Thành Trúc này rốt cuộc đang muốn làm gì. Dẫn cửu thiên dị vực thì nhìn lẫn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một vài tin tức. Cuối cùng do Trung Thiên Tôn đứng ra, hướng Lữ Thành Trúc nói rõ nguyện vọng của bọn họ. Cầu xin tiền bối trả tay, trù diệt người này. Trung Thiên Tôn vô cùng cung kính hướng Lữ Thành Trúc quỷ xuống, đồng thời đều dùng con tay chỉ về thôi hẳng phía bên kia. Áp lực lúc trước tôi hằng mang tới cho bọn họ thật sự là quá lớn. Thực lực mạnh như vậy lại còn là một người ngoại tai từ hạ giới. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Vì vậy dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể diệt trừ tôi hằng này, như thế hết thảy điên đều là đáng giá rồi. Nhưng mà Lữ Thanh Trúc nghe vậy lại là lắc đầu một cái ghé thở dài. Điều này là không thể được rồi, vì này chính là ân nhân cứu mạng của ta đây. Sau khi bộ địa của ta sụp đổ rồi, thì là hắn cho ta địa phương yên ổn đấy. Vừa nói xong, giọng điệu của nàng lại bỗng nhiên chuyển lạnh đi. Người lại muốn ta đi giết ân nhân cứu mạng của ta. Cái lòng dạ này thật đúng là ở độc mà. Tội đáng chết vạn lần đấy. Vừa nói xong, Lữ Thanh Trúc lại trực tiếp nâng tay phải lên, vận chuyển phá toái chi lực trong cơ thể, nhẹ nhàng nhấn một cái về trung thiên tồn phía dưới. Răng rắc. Trong chấp nhóng này, trung thiên tồn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có vật gì đó phá toái đi mất. Hơn nữa còn là đồ vật quan hệ đến tánh mạng của mình cũng ngay sau một cái chớp mắt khi hắn cảm giác được thân thể của mình xảy ra vấn đề cả người liền tại chỗ té thẳng xuống bịch một cái té xuống dưới đất không có chút dấu hiệu báo trước nào hết hắn đã chết trung thiên tôn cứ như vậy chết đi và người còn dư lại trong cửu thiên sĩ vực cường giả đều khiếp sợ không gì sánh đổi. trung thiên tôn chết chính là bắt đầu ở khoảnh khắc đột nhiên ngã xuống kia cũng tức là sau khi lữ thành trúc nói ra một đoạn lời nói kia hơn nữa hắn cũng không phải là bị giết chết trên ý nghĩa thông thường thân thể của hắn còn toàn hảo thân hồn cũng không có bị một chút tổn thương gì nhưng đã chết thật rồi đây chính là uy năng tạo thành kỳ lực thành trúc chỉ có một cái thôi phá toái chỉ lực chính là bộ dáng này có thể trực tiếp xuyên thấu hình tượng của hết thảy sự vật nhắm thẳng vào bản chất mà chỉ cần xuyên thủng bản chất của một sự vật liền vô cùng dễ dàng tiến hành phá toái đối với bản chất của nó về đơn giản mà nói chính là Lữ Thành Trúc có thể bỏ mặc tất cả tu vi cảnh giới ngoại mặt. Thủ đoạn thần thông vân vân và mây mây của Trung Thiên Tôn trực tiếp ở cấp độ pháp tắc bản chất nhất đem sinh mạng Trung Thiên Tôn phá toái mất. Đây là một loại thủ đoạn cực kỳ khó giải thích. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có trả tới phá toái chi cảnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều bị nhìn thấu trong nháy mắt, sau đó phá toái trì lực sẽ xuyên thấu qua hình tượng đem bản chất phá hư căn bản là không thể nào ngăn cản cũng không thể nào phòng ngự uy năng cực kỳ khủng bố đây là nghiên ép triệt triệt để để coi như là tới ngàn tỷ cường giả cực điểm nhất trong thiên môn bởi hải quan ở trước mặt phá toái chi lực như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cũng sẽ trong nháy mắt bị phá toái mất trên thực tế đối với thiên đình chi chủ cùng cửu thiên di vực mà nói dù sao phá toái chi cảnh từ trước đến giờ đều chỉ đã danh xưng một cảnh giới bọn họ cũng không biết chiến lược cái cảnh giới này cường đại đến mức nào. Nhưng mà bây giờ trước mắt nhìn Trung Thiên Tôn ở trước mặt của mình không giải thích được chết đi như vậy. Nhất thời chân để cho trong lòng bọn họ dừng lên một cỗ cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì? Lúc này bọn họ đã không có ai dám nói mình có nguyện vọng gì. Dù sao hiện tại bộ dạng Lữ Thành Trúc biểu hiện qua quá mức kỳ độ vô thường nhưng như nói sai cái gì Chính mình tiếp theo phải mất mạng đấy Chỉ có điều Lữ Thành Trúc Dường như rất không thích và an tính quỷ dị này Nàng may liễu nhíu lại Ánh mắt quét qua thiền đình trì chủ Cùng tám người cứu thiên dị vực Sau khi hơi quan sát Không ngờ đưa ánh mắt chuyển đến tôi hằng bên này Các hạ là ân nhân cứu mạng của ta Nhưng có cái nguyện vọng gì không Ta nhất định sẽ giúp người thực hiện Lữ Thành Trúc nhẹ giọng hỏi nhẹ Nghe hết sức dễ nghe Nhưng tôi hằng lại là không chút nào Cũng bị lay động chỉ khẽ lắc đầu ngay cả lời nói đều không nói trong một câu mà sau lưng của thôi hằng năm người huệ thế bùi thanh thư trịnh nam huân hoàng cân lực sĩ chính là vô cùng cảm giác nhìn chằm chằm lữ thành trúc rất sợ cường giả hì nộ vô thường này đột nhiên không giải thích được ra tay đối với bên này đây là có khả năng mới vừa rồi đứa thanh trúc ra tay với trung thiên tôn liền vô cùng đột nhiên hoàn toàn ra ngoài sự liệu của tất cả mọi người các hạ phi cần gì phải lạnh lùng như vậy thái độ của lữ thanh trúc đối với thôi hằng vẫn là rất hiền lành nàng chậm rãi từ trên trời hạ xuống thân hình của mình mỉm cười nói là không tin tưởng ta sao người rốt cuộc là người phương nào thôi hằng kẽ nhíu mày mở miệng hỏi ở dưới cảm giác thần trí của hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cái vấn đề lữ thanh trúc lúc này cùng lữ thanh trúc trước kia so sánh trên khí tức có khác biệt không hề nhỏ thật là giống như hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại có rất nhiều chỗ giống nhau ta sao lữ thanh trúc chỉ chỉ chính mình cười mà nói các hạ không phải đã sớm biết rồi sao ta là lữ thanh trúc cũng là đầm thanh trúc ôn bố trí tôn trước đây cũng là đệ tử đạo nhất tổng đạo chu tinh nam vương nói vừa đến gần thôi hằng ánh mắt vẫn còn ở trên người thôi hằng quét tới quét lui nhưng người nhìn ta như vậy sẽ không sợ chu quân thiên đổi đóng sao thôi hằng bỗng nhiên khẽ cười nói Biểu cảm trên mặt Lữ Thành Trúc nhất thời lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Các hạ quả thật có chút thủ đoạn, lại để, để cho ta nhìn không thấu được ý nghĩ của ngươi. Chẳng qua, công dụng của phá toái chỉ lực cũng không chỉ là sau khi nhìn xuyên thấu quả ý nghĩ." Vừa nói xong, phá toái chỉ lực trên người của nàng trong nháy mắt lên đồng đậm cấp trăm ngàn lần, gần như là thực chất rồi. Hoàn toàn tựa như sông biển rót ngược, hóa thành một dòng lũ to lớn mãnh liệt, can quét thẳng về phía của Thôi Hằng phát Toát chi lực mình mông nhưng ngân hà mãnh liệt cuốn tới trong nháy mắt liền đem tôi hằng cùng hư không phụ cận của hắn đều bao phủ lấy muốn đem tất cả phạm vi hoạt động của hắn đều phong tỏa đi dưới ảnh hưởng của phát toái chi lực hình tượng tầng diện vật chất bắt đầu nát bấy chỉ còn lại quy tắc pháp lý trụ cột nhất duy trì bản thân tồn tại nhưng quy tắc pháp lý mất đi vật chất trụ cột trở nên vô cùng yếu ớt dưới ảnh hưởng của phát toái chi lực đều như pha lê dễ bể vừa đụng liền bể ra Đối mặt với quy tắc kinh khủng như vậy, các trưởng giáo bất thủ đạo thống như Liên Hoành, Tân Đường, tất cả đều sắc mặt đại biến, mặt đầy sợ hãi. Uy năng như vậy dường như đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Đã tới một cái mức độ để cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng ra được. Quá mạnh mẽ rồi. Phá toái chi cảnh, đây chính là phá toái chi cảnh. Vì thứ hằng thượng tiên này thật có thể ngăn cản uy năng như vậy sao? Bọn họ ôm lấy một tia hy vọng sau cùng nhìn về phía thôi hằng dù sao từ biểu hiện của thôi hằng làm đến xem xét đây chắc chắn cũng là một vị cường giả vượt qua thiên môn với hai quan có lẽ thật sự có thể ngăn cản phá toái chi lực kinh khủng này cũng khó nói chẳng qua sau khi đám người Thiên hoành tần đường nhìn về phía thôi hằng ánh mắt nhất thời liền gương trệ vẻ sợ hãi trong mắt thoáng cái đều biến thành rung động cùng vô cùng khó tin cổ phá toái chỉ lực mình bồng cuồn cuộn can quét mà đến kia lại liền dừng ở giữa không trung liên dương lai ở địa phương cách thôi hằng ba trượng cũng không có cách nào tiến thêm chút nào nữa thôi hằng cùng với chung quanh hắn phảng phất như có một cái lá chắn phòng ngự không nhìn thấy có thể dễ dàng mà đem cỗ phá toái chi lực vô cùng cường đại này ngăn cản ở bên ngoài đây chính là sức mạnh dạng gì chứ lại không có bị phá toái chỉ lực xuyên thấu phân giải sau khi thiên đình chi chủ thêm một màn này càng là không nhìn được kinh hồ thành tiếng biểu cảm trên mặt hoảng sợ cực kỳ hắn cũng sớm đã đứng ở cực điểm nhất thiên môn với hải quan thậm chí đã từng một lần dòm gó phá toái chi cảnh vì vậy hắn đối với phá toái chi lực có hiểu một chút cũng hết sức rõ ràng phá toái chi lực cường đại đến mức nào thân là hạch tâm lực lượng của phá toái chi cảnh phá toái chi lực nhưng mà sẽ nghiền ép tất cả mọi người nhập một cảnh giới bởi vì phá toái chi lực không cách nào phòng ngự càng không có bất kỳ sức mạnh có thể đưa nó ngăn trở có lẽ có tồn tại cảnh giới cao hơn có thể ngăn cản phá toái chi lực. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua tồn tại cái tầng thứ kia, cơ bản giống như là không tồn tại. Cho nên cho dù là trong chiến đấu đồng bậc, phá toái chi lực cũng có tác dụng cực kỳ mạnh. Người trước tiên thả ra phá toái chi lực cũng tạo thành quy mô nhất định, cũng rất dễ dàng chiếm được thượng phong. Nhưng mà bây giờ lại thật sự xuất hiện có sức mạnh, có thể ngăn cản phá toái chi lực, thật không thể nào. Tăm người còn giữ lại trong cửu thiên dị vực cường giả Ngoài trừ thạch thiên tồn ra Mảnh người khác đều mặt lộ vẻ kinh hãi Không thể tin nhìn về phía thôi hằng Gần như không dám tin vào hai mắt của mình Mông dưng ngăn cản phá toái trì lực Hắn đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì Tại sao bên này sẽ bỗng nhiên xuất hiện Một cường giả hoàn toàn không hợp với lẽ thường tính như vậy Bình thường ban nói Điều này căn bản không có khả năng Người này tự nhiên cường đại tới như thế Nếu không phải lần này có biến cố phát sinh chúng ta đây sợ rằng đều phải chết bảy thiên tôn dị vực tất cả đều trở nên trầm mặc trong lòng lại có vài phần vui mừng thực lực bây giờ của tôi hằng biểu hiện ra quá đáng sợ nếu như không phải tự thành trúc bỗng nhiên xuất hiện còn tôi phát đến phá toái chi cảnh bây giờ cần phải đối mặt với thủ đoạn của tôi hằng chính là bọn họ mà đối với một vị cường giả có thể trực tiếp ngăn trở phá toái chi được mà nói thực lực mấy người bọn họ tự như còn kiến hồi không đáng nhắc tới Tuy tiện là có thể giết chết So sánh với rất nhiều trường giáo Bất hủ đạo thống, thiên đình chi chủ Cùng với bảy thiền tồn dị vực Cảm thấy khiếp sợ Lữ Thành Trúc giờ phút này Chính là vừa kinh vừa sợ Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thôi hẳn, lấy năm giữ thủ đoạn như vậy Để cho số lớn phá toái chi được Nàng thả ra ngoài uổng công vô ích Hoàn toàn không đảm được một chút tác dụng nào Ngăn cản phá toái chỉ được Thật là chưa bao giờ nghe qua chẳng lẽ người này so với phá toái chỉ cảnh mạnh hơn sao lữ thanh trúc trong lòng cảm thấy hết sức khó tin điều này làm cho nội tâm của nàng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng không ta không tin tuyệt đối không có khả năng này ta hào hết trăm ngàn cay đắng mưu tính mấy trăm vạn năm chết giả mấy chục vạn năm lại lấy được trợ giúp vô tình hay hữu ý từ nhiều mặt mới rốt cục đạt tới thành tựu của ngày hôm nay dựa vào cái gì bỗng nhiên xuất hiện một tên như vậy có thể không phí nhiều công sức mà điền hoàn toàn ngăn cản uy năng của ta dựa vào cái gì điều này dựa vào cái gì loại tâm tình này để cho nàng hận không thể ngay lập tức lao qua đem thôi hằng chém thành muôn mảnh song nội tâm tức giận cùng không cam lòng cuối cùng chẳng qua là cảm thụ nội tâm thân là ôn bộ trí tồn trước đây một cường giả sống qua năm tháng lâu đời lữ thanh trúc hành sự đủ cẩn thận cũng giỏi phải che giấu tâm tình chân thật của mình ở sau khi phát hiện một đòn của mình không có kết quả nàng cũng không có lại tiếp tục ra tay mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú thôi hằng trầm giọng nói các hạ thần thông thủ đoạn như vậy thật là làm người ta thán phục đấy nếu mà ta không ngăn cản công kích của ngươi ngươi chỉ sợ cũng không phải là sẽ sợ hãi thầm than thôi hằng khẽ cười lắc đầu một cái nhàn nhạt, nhạt nói ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi đây bây giờ dường như cũng không phải là lúc đặt câu hỏi đâu Lữ Thành Trung cao mày rồi nói Ta thì thấy là như vậy Thôi hằng thân sắc nghiêm túc nói Các hạ là muốn cùng ta giao chiến sao Lữ Thành Trúc trầm giọng nói Nàng thừa nhận minh quả thật không làm gì được thôi hằng Nhưng cũng không cho là thôi hằng có thể làm gì mình Càng không cho là thôi hằng có thể thường tổn tới cánh mạng của nàng Bởi vì sau khi đạt tới phá toái trì cảnh Không chỉ có thể đem biểu tượng vật chất bên ngoài tiến hành phá toái Còn có thể đối với tự thần tiến hành phá toái để cho hình thân của mình tùy thời thuộc về giữa phá toái cùng không phải phá toái, giống như đã xen vào giữa hư thật vậy. Cứ như vậy, trừ phi là đánh vỡ ranh giới chân thật cùng hư vô, mới có thể đem cường giả cấp phá toái giết chết. Có thể tưởng tượng muốn làm ra loại chuyện này, liền cần thực lực mạnh hơn nhiều lần cấp phá toái. Về phần cụ thể là cần cảnh giới gì, Lữ Thành Trúc chính mình cũng không phải rất rõ. Hơn nữa coi như thật sự bị phá vỡ ranh giới chân thật cùng hư vô. Hình thân bị nát bấy ra cũng sẽ ở giữa hư hư thật thật lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Chỉ cần cái dấu ấn này vẫn còn tồn tại, liền có thể thông qua năm tháng khá dài toan tụ, hình thành cuối cùng trọng sinh trở về. Căn cứ vào những yếu tố này, ở cách nhìn của Lữ Thành Trúc, nói theo một ý kiến nào đó, chỉ cần bước vào phá toái chi cảnh, không sai biệt lắm liền có đặc tính có thể bất tử bất diệt. Năm bây giờ chính là phá toái chi cảnh rồi, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngay khi trong lòng của Lữ Thanh Trúc bình tĩnh như vậy, Thôi Hằng trên mặt vẫn nở nụ cười bỗng nhiên động tĩnh. Nhẹ nhàng mang hướng vị trí Lữ Thanh Trúc vỗ trong một trường. Chỉ một thoáng qua, phòng vần biến sắc, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Tất cả đại đạo pháp tắc trong thiền địa đã đều hiện ra. Vô số vành đại ánh sáng lần nữa tung hoành tại bên trong hư không vô tận. Cùng lúc đó, uy áp vô cùng khổng lồ trong đáy mắt liền bắp phủ toàn bộ thiền giới hơn nhanh chóng hướng chư thiên phản giới vô tận tình không phía dưới lan tràn đi qua. Mà ở cùng lúc khi cổ uy áp này khuếch tán ra, pháp lực cấp hóa thần của tôi hằng cũng theo đó khuếch tán ra, trực tiếp để đem tự thành trúc bao phủ lấy. Lữ thành trúc nhất thời cũng cảm giác được toàn thân mình đều cứng lại, giống như là bị cái lực lượng kỳ dị gì, gì đó cố định tại ở đó vậy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, phá toái. Nàng quyết định thật nhanh, muốn đem hình thần chính mình phá toái đi, trực tiếp chuyển hóa thành tồn tại xen vào giữa hư thật thân thể càng người nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối chập chờn đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất của lữ thành trúc trực tiếp liền dùng đến thực lực của thôi hằng biểu hiện ra quá mức kinh khủng để cho ổn thỏa nàng vẫn là quyết định vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất của chính mình để tránh có chuyện ngoài ý muốn phát sinh tình hình giao chiến như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người bất luận là bảy thiên tồn dị vực hay là thiên đình chi chủ hoặc là mọi người sau lưng thôi hằng đều cảm thấy hết sức nghi ngờ lữ Thanh trúc cứ vậy trực tiếp bị bước ra thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng ư đây chính là một vị cường giả cấp phá toái mới vừa đối mặt liền phải vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rồi sao nhưng mà lữ Thanh trúc mới vừa chuẩn bị đem chính mình phá toái đều còn chưa kịp thở phào một cái cũng cảm giác được một cốt lực lượng kỳ dị tràn ngập ở bên cạnh nàng lại để cho phá toái chi lực của nàng trở nên vạn vẹo. Ngày sau đó, nàng liên kiếp sợ không gì sánh nổi, mà cực kỳ hoảng sợ phát hiện. Phá toái chi lực lại không cách nào phá bể nát được, mất đi đặc tính có thể phá toái biểu tượng vật chất. Điều này cũng mang ý nghĩa, phá toái chi lực cũng chỉ là một loại sức mạnh có uy năng cường đại mà thôi. Nàng liên không cách nào dựa vào đặc tính của phá toái chi lực đem hình thân của chính mình phá toái. Tự nhiên, cũng không cách nào tiến vào cái trạng thái xen vào giữa chân thật cùng hư ảo này. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trực tiếp không có hiệu quả. Chỉ có thể bị thôi hằng định trụ ở đó cũng không thể động đậy chút nào. Người rốt cuộc là người phương nào? Lữ thành Trúc kinh hãi muốn chết, khó có thể tin nhìn chăm chăm thôi hằng. Vạn vẹo pháp tắc, cai biến đại đạo pháp lý, để cho phá toái trì lực không cách nào lại phá toái. Đây là thần thông bực gì? Mới vừa rồi pháp lực hóa thần trực tiếp vạn vẹo quy tắc, lại sửa đổi pháp lý để cho phá toái trì lực không có được khả năng phá toái. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Lữ Thành Trúc. Trên đời làm sao có thể có sức mạnh, có thể tiến hành sửa đổi đối với phá toái trì lực. Đây chính là phá toái trì lực đấy. Coi như là tồn tại cao hơn phá toái trì cảnh cũng không có khả năng trực tiếp để cho đặc tính của phá toái trì lực biến mất đi. Đây gần như là lật đổ nhận thức của Lữ Thành Trúc đối với tu hành. Thật là không thể tưởng tượng nổi một chút tu thoảng nhỏ nhỏ thôi. Thôi hằng kẽ gật đầu một cái mỉm cười nói, không coi ra là cái gì. Thật ra thì đối với hắn mà nói đúng là như vậy thật. Mới vừa rồi, khi ở ngăn cản phát toán chỉ lực, hắn cũng đã đoán được cấp độ thực lực của Lữ Thành Trúc. Mặc dù có đặc thù hóa thần rất là đồng nặc, nhưng uy năng căn bản chẳng phải kém quá nhiều. Hơn đến sức mạnh hơi đơn độc một chút, về cơ bản có thể coi là hóa thần sơ kỳ bị nhược hóa đi rất nhiều nếu như mà Thôi hằng lúc đó vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ các phải cường giả loại này nếu muốn giải quyết cho xong vẫn tương đối là phiền toái hơn phần thừa phải tốn một hai giây chuẩn bị mới được chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio nhưng mà bây giờ thôi hằng thật ra thì đã đạt đến cực điểm nhất của hóa thần sơ kỳ khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ là còn một bước cuối cùng còn không có bước ra kia mà thôi lúc ban đầu so sánh, thực lực đã có khác biệt trời vực. Vì vậy trong nháy mắt liền đem Lữ Thành Trúc áp chế đến tình huống tuyệt vọng là rất bình thường. Với hắn và nói quả thật không coi ra là gì. Nhưng lời nói này trong tay của Lữ Thành Trúc nhưng hoàn toàn là châm chọc để cho đang tức giận đan xen trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đối với điều này thôi hằng cũng không để ý. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại lãnh hội giao lưu thâm nhập tạo dựng nên cùng với thiên giới cảm thụ tu vi trong cơ thể của mình đang tăng vọt không ngừng. Trên thực tế, từ khi hắn đem cầu thiên dị vực cùng thiên đình chi chủ bắt được, cùng đem 21 ánh hảo quang kia quay về chân diện mục, tương đương với giải quyết tình hồng đại kiếp. Một cách tự nhiên, liền cùng thiên giới tạo dựng lên điều giao lưu thâm nhập. Tu vi cảnh giới sau đó cũng liền tăng vọt lên. Rất nhanh thì có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Các hạ có thể hay không nương tay cho ta? Vừa lúc đó, Thạch Thiên Tôn vẫn luôn luôn không nói câu nào, bỗng nhiên đến tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thôi Hằng. Càng đang muốn cầu xin tha thứ cho Lữ Thành Trúc. Hắn bỗng nhiên đứng ra như vậy, ngay lập tức liền đưa tới người chung quanh chú ý. Bất luận là bảy thiên tôn sĩ vật hay là thiên đình chi chủ đời đây, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn làm sao dám mở miệng chứ? Thôi Hằng chính là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn về phía thạch thiên tôn mỉm cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhẫn nại, không khi tới liền lên tiếng như vậy. Vị thạch thiên tôn này thật ra thì vẫn luôn bị hắn đặc biệt chú ý, phòng ngừa có ý ngoại muốn phát sinh ra. Các hạng hay cả đặc tính phá toái chi lực cũng có thể xóa đi. Lực lượng như vậy đã không phải là chúng ta có thể địch lại rồi. Thạch thiên tôn vừa hiện lộ khí thế tù vi của chính mình, vừa hướng vị trí lưu thanh trúc đi tới. Có thể hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thực lực hắn hiển lộ ra rất nhanh thì vượt qua thiên môn bởi hai quan lại cũng đạt tới phá toái chi cảnh so với chữ thành trúc còn mạnh hơn quá nhiều hiển nhiên là một vị cường giả phá toái cảnh lâu năm rồi trước đây cũng chỉ là đang ngụy trang mà thôi bản thân của tôi hằng chính là dùng một loại ánh mắt tràn đầy giỏ xét nhìn thạch thiên tôn bên ngoài bỗng nhiên trầm giọng nói người muốn kéo dài thời gian đây là đang chờ ai đến chứ cùng lúc đó hắn xuất thủ thêm một lần nữa rồi ra cái bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng, nhàng vung lên liền có vô tận pháp lực quách tán ra đem hư không chung quanh thạch thiên tôn cầm cố lại thạch thiên tôn không có phản kháng cũng chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho cổ pháp lực này đem chính mình bao phủ lại cũng mặc cho cổ pháp lực này tiến hành làm suy yếu đối với phá toái chi lực hắn không hề làm gì cả nhưng lại hình như là cái gì cũng đều đã làm hắn không phải là chu quân thiên chân mày của tư hằng cầu lại ánh mắt quét qua ở trên người thạch thiên tôn cùng Lữ Thành Trúc Trong lòng cảm giác hết sức nghi ngờ Vậy hắn sẽ là ai Chủ quân thiên lại ở nơi đâu Hắn kéo dài thời gian là đang chờ ai Vừa lúc đó Hư không thiên giới bỗng nhiên rùn rẩy kịch liệt Thiên giới chìm bồn mở rộng ra Một cái bóng người phảng phất Bị chòm xào quấn quanh từ bên trong đi ra Đây là một nam tử trung niên Thân bạc đạo bào khí tức vô cùng cổ xưa Giống như là từ niên đại rất xưa lúc trước Đi thẳng tới đây rồi toàn thân đều tràn đầy khí tức thần bí. Quanh người của hắn quanh quẩn tầng tầng ánh sao, cao quý vô cùng, chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, phảng phất như là thiên thần cao cao tại thượng lâm trần, lấy từ thái mắt nhìn xuống quan sát hết thảy. Người nam tử mặc đạo bào này quét mắt nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng rơi vào trên người thôi hằng. Sau khi quan sát tỉ mỉ một lần, con mắt của hắn điền hơi híp híp, cao mày trầm giọng nói: Một thần sức mạnh này của người thật là kỳ quái, ở trong trái mắt khi nam tử mặc đạo bào này xuất hiện toàn bộ thiên giới đều run lẩy bẩy núi đồi sông lớn bầu trời đất đai hư không cùng pháp tắc lại đều xuất hiện triệu chứng muốn hỏng mất phong với toàn bộ thiên giới đều không thể chịu đựng sự hiện hữu của hắn phải bị căng nứt ra vậy đây là sức mạnh vĩ đại biết bao nhiêu uy năng cường đại cỡ nào bất luận là thiên đình chi chủ hay là bảy thiên tôn dị vực tất cả đều cực kỳ kinh hãi mà nhìn cái thân ảnh này trong chớp nhoáng này bọn họ thậm chí có một loại cảm giác sáng lập trì thần lần nữa phủ xuống trên đời này lại còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao sau khi thạch thiên tôn cùng lữ thanh trúc thấy nam tử đạo bào này lại đến thờ vào nhẹ nhõm như trút được ánh nặng trên người càng người đều buông lỏng ra rất nhiều phẳng phát chỉ cần nam tử mặc đạo bào này xuất hiện hết thành nguy cơ liền cũng sẽ được giải quyết dễ dàng mà năm người huệ thế bùi thanh thư lý minh quỳnh trịnh nam huân lý minh thành sau lưng của tôi hằng chính là toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt có có thể tin, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đều gặp qua nam tử mặc đạo bào này. Nói chính xác, từng thấy tượng điều khắc của nam tử mặc đạo bào này. Ngay tại bên trong đạo nhất cùng đạo chu tinh, đầy chính là đạo thần. Cái vị vô cực kim tiền ở trong vạn năm nay mang theo 36 tiền kim tiên, hạ xuống đạo chu tinh thời đại man hoang, thành lập đạo nhất thiên đình, giáo hóa chúng sinh, mở ra văn minh đạo chu tinh kia. Lại là hắn, tại sao có thể là hắn? Lúc này, nam tử bạc đạo bảo xuất hiện ở đây, thần khoác tình hà vô cùng vĩ đại, tản ba trả ký thức ủy áp làm cho cả thiên giới đều run rẩy. Đây tuyệt đối là một cương giả vượt qua thiền bồn 12 quan, thậm chí khả năng ở trên cái gọi là phá toái. Tại sao có thể là đạo thân chứ? Tại sao có thể là tên vô cực kìm tiền đó chứ? Thôi hằng cũng đang nhìn chăm chú nam tử bạc đạo bao này, mỉm cười nói. Khó trách ta chưa bao giờ ở bên trong vùng tinh vực này cảm giác được sự tồn tại cường đại như người vậy thì ra là tới từ biên giới tinh hải mặc dù hắn ngoài mặt vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng như thường nhưng trên thực tế nội tâm đã hoàn toàn cảnh giác cảnh giác hơn bao giờ hết Lên tù vì tiếp cận hóa thần trung kỳ hiện tại của hắn phạm vi cảm giác của thần thức đã cực kỳ to lớn đủ để bao trùm mỗi một xó xỉnh trong mảnh tinh vực này cũng có thể cảm giác được tình huống biên giới tinh hải vì vậy ở trong nháy mắt kinh nam tử mặc đạo bao này từ biên giới tinh hải bay vào vùng tinh vực này tôi hẳn cũng đã biết được hắn từ đó mà đến cũng cảm giác được tu vi cảnh giới của hắn ở xa trên cảnh giới phá toái mà đỡ thành trung cùng thạch thiên tôn hiển hiện ra trần chính đã tới trình độ có thể so sánh với cảnh giới hóa thần thậm chí là càng vượt qua chính mình khi mới vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ mặc dù đây chỉ là cấp độ sức mạnh bản chất sinh mạng chưa chắc giống như hóa thần như thôi hằng Thực lực cụ thể cũng phải xem độ mạnh yếu của các loại thủ đoạn pháp thuật thần thông. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi hằng gặp cường giả tiếp cận mình như vậy. Ở khi mới ra thân thủ không gian, hắn đã tu vi kim đan đại thành. Khi đó gặp người mạnh nhất chẳng qua chỉ là tương đương với trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Cho dù là đi thiên khư giới, gặp người mạnh nhất cũng chỉ là vô cực kim tiên về mặt sức mạnh, có thể so với kim đan đại thành. Thực lực lại có khác biệt trời vực. Hơn nữa khi đó, hắn đã thành tựu nguyên anh. Sau đó gặp được thánh giả, trừ thanh trì vương tối đa, cũng chẳng qua là hắn nắm giữ bộ phận đặc thù của nguyên anh kém sang nguyên anh sơ kỳ trần chính. Coi như là cái gọi đại tạo vật chủ, đạo chủ, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ, sức mạnh hơi hơi độc tôn mà thôi. Khi đó, hắn đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. lùi về phía sau nữa, gặp trừ thiên trì chủ, thượng thiên trì chủ, càng là không cần nhiều lời, thời điểm đó hắn đã là nguyên anh trình phong hơn nữa bước lên con đường hóa thần thiên môn 12 hai quan cũng là tình huống tương tự cảnh giới 12 hai tầng ba tầng thang trời coi như ở trên con đường này đi đến cuối con đường cũng chỉ là nắm giữ chút đặc thù của hóa thần thôi nhưng năm từ bằng đạo bào hiện tại xuất hiện nay nhưng mà cùng tất cả cường giả trước kia rất bất đồng hắn là người chân chính cùng thôi hằng đứng ở cùng một cảnh giới tuy nó cùng một cảnh giới cũng có phần chia sâu cạn mạnh yếu khác biệt nhưng thấy xác xác thực thực là người thứ nhất điều đại tự nhân để cho tôi hằng vô cùng coi trọng nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng hắn không biết người này thông hiểu thần thông dạng gì pháp thuật dạng gì nắm giữ pháp bảo ra sao thần binh dạng gì càng không biết người này có bí thuật bí bảo quỷ dị gì không phải dốc lên một trăm hai mươi phần trăm tinh thần chỉ cần ra tay liền nhất định phải dốc hết toàn lực quyết định không thể bảo lưu chút nào đồng thời người này xuất hiện cũng để cho tôi hàng lần nữa cảm thấy vui mừng hệ thống phán định cây thế giới này đúng là không sai quả thật là một cái thời không tiên hiệp cao cấp còn tốt chính mình từ trước đến giờ cẩn thận không kiêu căng giấu tài đi lúc này mới chỉ gặp cường giả cùng mình cùng cảnh giới nếu không chỉ sợ sớm đã thành trò bụi từ đâu mà ở cùng lúc khi tôi hằng đánh giá nam tử bạc đạo bào người nam tử bạc đạo bào này cũng tương tự đang quan sát tôi hằng ánh mắt của hắn thầm thúy ngầm đen giống như là lộ đen có thể thu nạp vạn sự vạn vật bây giờ tất cả đều rơi vào trên người của thôi hằng chỉ chốc lát sau người nam tử mặc đạo vào này bỗng nhìn trầm giọng nói lực lượng của người rất kỳ lạ ta chưa từng thấy qua người tu hành như người vậy rất là kỳ quái thật là kỳ quái mà người chính là chuẩn bị ở sau của thái hồng sao ta là nên gọi người là đạo thân hay là vương trung nguyên thôi hằng không trả lời mà hỏi ngược lại mỉm cười nói tiếp không ngờ tới vị đạo nhất thánh tồn trong truyền thuyết kia lại có tu vi cảnh giới như vậy đạo thần vương trung nguyên nam tử mặc đạo bào nghe vậy hơi sững sờ ngày sau đó cười nói thì cho ngươi từng tiếp xúc qua những người này dù sao cũng bình thường thôi thật ra thì kia chẳng qua là một trong những ngàn vạn hóa thân của ta thôi người có thể gọi ta là vương đạo nhất vương đạo nhất người quả thật chính là chỗ ngọn quần của đạo nhất cung cùng đạo nhất tông tôi hẳn như có điều suy nghĩ nói Bọn Thạch thiên Tôn còn có nữ thành trúc chủ quân thiên này cùng người có quan hệ như thế nào? Vương Đạo Nhất khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Con cười đen nhánh nhìn chăm chút thôi hằng cười mà nói. Thật đúng là rất lâu không có ai dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện với ta đó nha. Ta nói chuyện xưa này đã như vậy rồi. Tôi hằng mặt mỉm cười nói, xin trả lời câu hỏi của ta. <laughs> có ý tứ đấy. Vương Đạo Nhất lớn tiếng nở nụ cười, ánh mắt đen nhánh hơi hơi nhào lại. Kẻ cười nói ta ở cảm thụ được tiền thiền bất diệt linh quang trên người của ngươi ta giết không chết được ngươi cho nên ta sẽ không trả tay với ngươi ngươi cũng không cần ngầm chuẩn bị thủ đoạn gì đâu làm vậy không lừa gạt được ta mới vừa rồi thôi hằng sở dĩ sẽ cùng vương đạo nhất tiến hành một phen nói chuyện như vậy một mặt là muốn xác nhận một chút vương đạo nhất là địch hay bạn mặt khác cũng là phải cần chuẩn bị pháp thuật nhưng vương đạo nhất dù sao cũng là cường giả cùng hắn cùng cảnh giới một đôi trọng mắt kia dường như còn có điểm đặc biệt gì đó để đem việc hắn âm thầm chuẩn bị đều nhìn thấu. Hơn đương vương đạo nhất dám không chút kiêng kỵ chỉ ra như vậy, liền ý nghĩa. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin cực kỳ mạnh, căn bản cũng không lo lắng thôi hằng có thể thương tổn tới hắn. Ồ! Thôi hằng vừa nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, cũng không có toát ra bất kỳ vẻ hốt hoảng gì. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nằm ngón tay vô cùng linh hoạt đung đưa, mỉm cười nói. Nhưng trên người của ngươi không có đặc tính bất diệt. Thần hồn cũng không có đặc tính bất diệt. Ta thì có thể giết chết người đấy. Thông qua lần nói chuyện ngắn ngủi mới vừa rồi. Hắn hoàn toàn đã chắc chắn. Cái tiền vương đạo nhất này, dù không phải là địch nhân, cũng khẳng định không phải là bằng hữu. Một người mạnh mẽ như vậy không phải là phe bạn. Sẽ tương tự một cái uy hiếp thật lớn, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đâu. Vì vậy trong trái mắt sau khi tôi hằng nói xong câu nói kia, bên trên ngón tay phải của hắn liền bùng phát một lúc nằm đạo pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ ngũ hành hỗn độn tiên đảo càn khôn đại pháp đại thiên ma âm hỏa quyết thiên lôi quyền tử Tiên quang ngũ lôi thiên tâm chính pháp pháp quỳ luật lệnh chỉ trong một thoáng bầu trời chính nghìn thiên châu toàn bộ đều biến thành một mảnh mịt mờ và hỗn độn hết thảy đại đạo pháp tắc tất cả đều sáp nhập vào trong hỗn độn mịt mờ này mà ở bên ngoài một mảnh hỗn độn này khanh niệm thiên địa càn khôn đều đang bị làm cho mơ hồ đi đại địa vùng gần bắt đầu trở nên phù phiếm hơn lại có khuynh hướng hóa thành trọc khí ở sự ảnh hưởng của ngũ hành hỗn độn điền đảo càn khôn đại pháp thiên giới lại xuất hiện dấu vết muốn trở về trạng thái nguyên thủy thành trọc nhị khí nếu là để cho nó phát triển tiếp thiên giới có lẽ thật sự sẽ lâm vào trong hủy diệt nhưng đây mới chỉ đã bắt đầu ở sau khi một mảnh hư không hỗn độn mờ mờ này được tạo thành trong đó lại sáng lên vô số đạo ánh chớp cùng ánh lửa, tự như là lôi hỏa ngừng tụ thành từ trong hỗn độn, có uy năng kinh khủng không gì sánh được. Vương Đạo Nhất thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có, cả người liền rơi vào trong mảnh không gian hỗn độn này. Hắn ở trong này cảm nhận được cảm giác choáng váng trước đó chưa từng có, ngay cả cảm giác thần thức đều trở nên cực kỳ hoảng hốt. Trước đây, người thường nhận loại công kích này của Thôi Hằng, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ một ai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí đều không có bất kỳ một ai có thể tự trong mảnh không gian hỗn độn này chạy đi. Vương đạo nhất thì lại khác. Tu vi cảnh giới của hắn cực kỳ cao. Sau khi trải qua choáng váng cùng hoảng hốt lúc ban đầu, rất nhanh thì tình hồn lại. Ánh mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng vẫn là mặt nở nụ cười và nói hảo thủ đoạn, hảo thần thông. Dâm dâm dâm. Ánh chấp ẩn trước hỗn độn trì thực, hùng hãn xẹt qua ở trên người vương đạo nhất trực tiếp xem toàn thân của hắn đều bao phủ lại. Cùng lúc đó hỗn độn âm hỏa từ trong lòng bàn chân của hắn cháy lên, muốn đem thần hồn của hắn thiêu hủy hầu như không còn. Ở cùng lúc khi ánh chớp cùng âm hỏa công kích, còn có từng đạo nguyên tử tiên quang đối với hắn tiến hành đánh vào, pháp tắc trong hỗn độn cũng điên cuồng tiến hành bài xích đối với chính hắn. Công kích pháp thuật tiền tiếp như vậy, coi như là thôi hằng lúc mới vừa đột phá hóa thần sơ kỳ cũng sẽ mệt nhọc ứng đối trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tìm được phương pháp phá cục nhưng vương đạo nhất đây là không có nửa điểm hốt hoảng gì bất luận là ánh chớp hay là âm hỏa thật ra thì đều không cách nào thường tồn đến hắn chút nào chỉ thêm một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt từ trong ngực của hắn sáng lên trong nháy mắt liên bao phủ toàn thân của hắn trực tiếp đem ánh chớp âm hỏa nguyên từ tiên quang đều chặn lại ngay cả sức mạnh pháp tắc đối với hắn tiến hành áp chế cũng bị tầng ánh sáng xanh này ảnh hưởng đến, không cách nào tiến tới chút nào, càng có tiếp tục tạo thành bất kỳ áp chế gì đối với hắn. Uy năng của tầng ánh sáng màu xanh này rõ ràng đã vượt ra khỏi tầng thức hóa thần sơ kỳ bình thường, gần như đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, bản chất đã không kém gì thôi hàng bây giờ. Tiếng rùng chói tài vàng đình, cảm ảnh hỗn độn hư không nhất thời kịch liệt rùng động, ánh chấp cùng âm hỏa kia lại tất cả đều bị đánh cho sở xác. Người từ tiên quang phăng tung tóe tứ tán, pháp tắc áp chế cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Thanh quang vốn chỉ là sáng lên ở nơi ngực vương đạo nhất, chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp xông ra, hiện ra một mặt kính thanh đồng hình dáng phong cách cổ xưa, hòa văn vô cùng tinh xảo. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang chấn động toàn bộ thiên giới nổ lên. Trên kính thành đồng bộc phát ra một đạo chùm sáng to lớn, lại trực tiếp đem hành hỗn độn hư không này đánh thủng ra một cái lỗ hổng, thông với vũ trụ tinh không mênh mông. Có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi Phương Đạo Nhất lắc đầu cười khẽ Thân hình hơi trao đảo một cái Trực tiếp liền biến mất ở bên trong hỗn độn hư không Đi tới vũ trụ sao trời bên ngoài thiên giới Nhưng hắn vừa mới xuất hiện ở nơi đây Liền phát hiện ra thôi hằng Đã chẳng biết tới lúc nào đã tới nơi này rồi Đang hai tay nắm pháp quyết chờ đợi hắn Quả nhiên là Thôi hằng ánh mắt nhìn chăm chú Mặt thanh đồng bảo kính này Cười vàng nói Hảo pháp bảo đấy Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền chú ý tới cỗ linh cờ cường đại trên người vương đạo nhất. Có thể là một món pháp bảo mạnh mẽ hoặc là thần binh, uy năng khó đường, uy hiếp đối với hắn cực lớn. Vì vậy mới bắt đầu thi triển các loại pháp thuật, ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp. Mục đích cũng không phải là muốn vây khốn vương đạo nhất, mà là bức bách vương đạo nhất sử dụng cái thần binh hoặc là pháp bảo này ra. Vì vậy, ở cùng lúc khi vương đạo nhất dựa vào cái thanh đồng bảo kính này lao ra hỗn độn hư không. Pháp thuật mới của Thôi Hằng cũng đã chuẩn bị xong, nhập khí trấn binh thuật. Hai tay của Thôi Hằng phát ra từng đoàn kim quang, trong nháy mắt đến đem một mặt thành đồng bảo kính kia quấn quanh, giam cầm lại uy năng của thành đồng bảo kính. Cùng lúc đó, ở phía trên thành đồng bảo kính này chính là có nhiều kim quang hơn cưng tụ mà thành một tòa kim ấn cao hơn vạn trượng, mãnh liệt hướng thành đồng bảo kính đập xuống. Muốn đoạt bảo bình của ta ư, nằm mơ đi. Vương Đạo Nhất đối mặt với tình hình như thế cũng không có hốt hoảng gì. Hắn giơ lên hai cánh tay, sang ra hai cánh tay, mừng con tay đung đưa đung đưa, cười lạnh nói. Truyền nhân của Thái Hồng Ư, ừ, bây giờ sẽ để cho người biết một chút cái gì là thần công thánh địa. Vương giả chi pháp trần chính, cái gì gọi là võ đạo trần chính. Lực lượng vô cùng kinh khủng nhất thời, ngay tại trên người Vương Đạo Nhất bạo phát ra, để cho tinh thể trong vũ trụ sao trời này đều bắt đầu lay động sau đó nhanh chóng hướng bên này của hắn bay tới. Và giờ phút này vương đạo nhất giống như là hóa thành một lỗ đen muốn hấp thu vũ trụ vạn vật. Càng người hắn tản ra lực hút vô cùng khổng lồ. Ở trong nháy mắt liền tụ tập được mấy trăm ngàn viên hàng tinh, cũng trực tiếp đem chúng đó để hóa thành tương mảnh vụn ánh sáng giữ lại trong hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, song quyền của hắn liền toát ra ánh sáng vô tận. Lấy mấy trăm ngàn viên hàng tinh này làm kíp nổ, mang lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn phóng tích ra bên ngoài ánh sáng màu xanh sáng choang có thể chiếu sáng hơn nửa tinh vực thời khắc này vô số tinh hệ đều run rẩy đại đạo pháp tắc toàn bộ tinh vực đều bị dẫn động hôn đoạn trước đó chưa từng có thoáng cái quét sạch toàn bộ tinh vực uy năng kinh khủng như vậy lần đầu tiên xuất hiện ở vùng tinh vực này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt sinh linh trong tinh vực này uy năng không tưởng tượng nổi như vậy khiến cho suy nghĩ của vô số cường giả đều ngừng trệ đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ quá mạnh mẽ mà lúc này Tôi hằng đang đứng ở ngay phía trước vườn đạo nhất Đối mặt với uy năng kinh khủng đủ để can quét tinh vực chấn động tinh hải này đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với công kích cường đại tên như vậy nhưng quay miệng của hắn lại hơi hơi dương lên nụ cười đậm đà hào quang màu xanh đủ để chiếu sáng hơn nửa tinh vực nở rộ ra Này đạo pháp tắc trong mảnh tinh vực này đều phát ra từng hồi tiếng rung ở bên dưới hào quang màu xanh cuốn quanh hai đạo chùm tia sáng màu bạc vô cùng sáng chói ngưng tụ ba thanh tán phát ra ở bên trên hai quả đấm của vườn đạo nhất uy năng kinh thiên nếu như có người có thể ở trong vũ trụ sao trời này nhìn xa về cảnh tượng nơi này liền có thể thấy hai đạo dòng thác ánh sáng bị ánh sáng xanh cuốn quanh vắt ngang giữa hư không chúng nó nhấp nháy ngàn tỷ tầng ánh sáng chói lọi chiếu sang vũ trụ u ám thầm thúy này đây cũng không phải là uy năng sinh linh bình thường có thể hiểu được. Coi như là cương giả vượt qua tiền môn với hải quan, đạt tới phá toái chi cảnh cũng không thể nào hiểu được loại thủ đoạn này. Quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ở cùng lúc khi hai đạo dòng thác ánh sáng này bao phủ, còn có thể đếm không hết, tinh thể từ địa phương vô cùng xa xôi bị cưỡng ép nhiếp đi qua. Hằng tinh, hành tinh, bụi trần giữa các vì sao, thậm chí là cả những tinh thể đã bộc nát, lão hóa tất cả đều bị lực lượng của hai dòng thác ánh sao này trực tiếp phá vỡ hư không bỏ qua khoảng cách lùi kéo đến nơi đây ngày sau đó hai đạo dòng thác ánh sao này đã đem những tình thể nhiếp tới được này toàn bộ cắn nuốt luyện hóa để cho sức mạnh của bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn điều này cũng khiến cho hai dòng thác ánh sao này trở đến trước mặt của tôi hằng liền được tăng cường cực lớn so sánh cùng lúc mới vừa bộc phát ra ở trên đám tay của vương đạo nhất đã cường đại gấp 10 lần trở lên. Mà ở trong trái mắt, khi hai dòng thác ánh sao này rộ lên, tình không chung quanh vườn đạo nhất cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lên vị trí của hắn làm trụ cột, lan tràn ra khoảng cách hơn 10 năm ánh sáng phía ngoài. Hư không toàn bộ đều đã làm một mảnh thối nát và toái không chịu nổi. Bây giờ khu vực khắp nơi đều là hư không phong bạo kinh khủng. Mỗi một đạo đều có uy năng cường đại, trong trái mắt chôn vùi hằng tinh phá diệt tình hệ đối với gần giả chưa vượt qua tầng thăng trời thứ ba chỉ cần đến gần nơi này thì có thể bị nổ chết tại chỗ thật ra thì ở trong khu vực rộng lớn bán kính hơn mười năm ánh sáng này vốn là vẫn có một ít tình hệ nhưng mà sau khi phương đạo nhất ra chiều mới vừa rồi những tình hệ này tất cả đều bị hắn luyện hóa hấp thu mất tất cả đều hóa thành uy năng ẩn chứa trong công kích của hắn như vậy có thể thấy được hai dòng thác ánh sao mà phương đạo nhất đánh ra này là cường đại đến mức nào đây chính là thánh địa thần công vương giả tuyệt học mà hắn thị triển ra cũng là võ đạo trần chính trong miệng hắn muốn nói tinh hải hồng lưu quyền nếu đã có thể đem cái môn quyền pháp này tu luyện tới đỉnh phong sẽ có uy năng đáng sợ khuấy động toàn bộ tinh hải nắm giữ thực thực tuyệt cường không thể địch nổi cũng thực là cảnh giới mà bây giờ vương đạo nhất đang đạt tới mặc dù lực lượng của người quả thật cao hơn ta một chút nhưng trên bản chất cũng không có chênh lệch cảnh giới Ngươi căn bản cũng không biết thực lực vương giả tuyệt học có thể tăng phúc đâu. Cằm của vương đạo nhất hơi hơi dường lên. Ánh mắt cao ngạo nhìn về vị trí của tôi hằng, khẽ cười nói. Ngươi có bất diệt linh quang, ta không giết được ngươi. Nhưng ta có vô số loại biện pháp được người trấn áp cho người sống không bằng chết. Đây chính là tranh lệch, là tranh lệch của loại người không chính thống, không có truyền thừa như ngươi cùng với người có truyền thừa thánh địa như ta. Ngươi tự cho là con đường tu hành đặc biệt thật ra thì chẳng qua là lệch hướng trần lý võ đạo đi nhầm vào đường rẽ thôi hắn tưởng như có lẽ đã chắc chắn thôi hằng không có khả năng đỡ lấy hai đạo dòng thác ánh sao này lại dùng tư thái bể trình dạy dỗ thôi hằng bột vẹn nhưng tiếp theo trong một cái trước mắt tình huống đã thay đổi rồi khi hai đạo dòng thác ánh sao đó đi tới trước mặt thôi hằng thôi hằng bỗng nhiên cử động hắn giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái hai dòng thác ánh sao này lại ngay lập tức liền ngừng ngay tại chỗ giống như là bị định trụ như thế cũng không còn cách nào tiến tới chút nào ngày sau đó Thôi hằng nhẹ nhàng rung tay pháp lực tiếp cận vô hạn hóa thần trung kỳ trần bộc phát ra hai đạo dòng thác ánh sào ủy năng vô cùng mạnh mẽ này tựa như là khôi bằng yếu ớt vậy trong nháy mắt liền bị đánh tan thành vô số đạo vệt sáng hướng bốn phường tam hướng bay ra không có pháp thuật gì cũng không có thi triển thần thông gì cũng chỉ là pháp lực thuần túy mà thôi. Cảnh giới tù vi của phương đạo nhất, mặc dù tương đương với hóa thần sơ kỳ, tương tự với cảnh giới của thôi hằng, nhưng ở trên quy mô tù vi cùng trên độ cao vẫn có tranh lệch vô cùng lớn. Điều khiến cho hắn đảm cho thôi hằng kiêng kỵ vẫn là một mặt bảo kính thanh đồng kia. Bây giờ chiếc bảo kính thanh đồng này đã bị nhiếp khí trấn bình thuật trấn áp. Vương đạo nhất cũng chỉ có thể vận dụng thực lực bản thân triển khai công kích đây đối với thôi Hằng mà nói liền không có uy hiếp gì đâu còn như vương đạo nhất thì triển cái thánh điện thần công vương giả tuyệt học gì đó ở trong mắt của thôi hằng cũng chẳng qua chỉ là một loại phương thức vận dụng đặc thù đối với pháp tắc tinh không thôi ở trong mắt của người tù tiên hóa thần kỳ thủ đoạn tương tự cho dù uy năng vô cùng cường đại nhưng lại sơ hở trăm ngàn chỗ còn lông với tinh xảo bằng pháp thuật cùng tầng thứ thậm chí đều không nhất định có thể so với pháp thuật cấp nguyên anh vì vậy võ đạo mà vương đạo nhất tự tin là cường đại. Đối với Thôi Hằng mà nói, kỳ thật cũng không tính là thủ đoạn mạnh mẽ bao nhiêu. Hơn nữa tu vi cảnh giới của vương đạo nhất vốn là yếu hơn Thôi Hằng. Công kích như vậy, dĩ nhiên là sẽ bị phá giải trong nháy mắt, căn bản không làm được một chút tác dụng nào. Cái gì chứ? Vương đạo nhất thấy một màn như vậy, nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một vệt biểu cảm không thể tin. Chính mình thi triển, nhưng là thánh địa thần thông, vương giả tuyệt học làm sao có thể được nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng thôi hằng cũng đã triển khai phản kích đối mặt một địch nhân cảnh giới chẳng qua là hơi yếu hơn mình thôi hằng đã sớm dần lên một trăm hai chục phần cảm giác rồi và quyết tâm muốn dốc hết toàn lực tuyệt đối không cho đối phương có một tia cơ hội thở dốc vì vậy sau khi phá hỏng hai đạo dòng thác ánh sao kia hắn không có nửa điểm ngừng nghỉ trực tiếp liền xông về hướng vương đạo nhất đồng thời hai tay nháy mắt liền đạn ra vô số đạo pháp quyết. Trong lúc nhất thời, ánh chớp, ánh lửa, quyền từ, pháp tắc các loại, đủ loại đủ kiểu sức mạnh, tất cả đều xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Thôi Hằng, sau đó hướng vương đạo nhất công kích tới. Thậm chí để cho bảo đảm không sợ hở tí nào, hắn thậm chí còn thi triển thiền ma liệt hình đại pháp, tăng cường thực lực bản thân ở bên trên mức độ lớn nhất để sử dụng thực lực mạnh hơn thì triển những pháp thuật này dưới tình huống này thì triển ra pháp thuật uy đang thật sự là quá mức cường đại trực tiếp lay động tới đại đạo pháp tắc toàn bộ tinh vực vì vậy mỗi một viên tinh thần trong vùng tinh vực này thậm chí mỗi một góc xó xỉnh đều có thể cảm giác được sự cường đại của những pháp thuật này thậm chí còn có khả năng trực tiếp thấy dị tượng đặc thù do những pháp thuật này hình thành nếu là có thiên tài ngộ tính ở phương diện võ học cực cao nhìn thấy được cái dị tượng này ngay lập tức sẽ có thể ngộ ra một phần võ đạo đăng thiên nhắm thẳng vào cực điểm nhất của tiên phàm hai giới 21 cảnh. Đối mặt với công kích pháp thuật cường đại như vậy, dày đặc như vậy, vương đạo nhất chỉ tương đương với sơ nhập hóa thần sơ kỳ, vốn không có khả năng ngăn cản gì. xác suất cao là phải bị chém chết thần thể tại chỗ. Nhưng cái khi những pháp thuật này sắp cùng đánh lên trên người của hắn, trong khải ông tay áo của hắn, không ngờ phân biệt bay ra ngoài hai món bảo vật khí thức cực kỳ mạnh mẽ một cây kim đình cùng một tấm kiên. Bản chất của chúng đó lại cùng là tầng thứ hóa thành sơ kỳ. Mặc dù không cường đại như chiếc bảo kính thành đồng kỳ trước, cũng không có quá nhiều diệu dụng, nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng, vô cùng chính xác, chính là phòng ngự. Vì vậy hai món báu vật này sau đó ngay lập tức liền toát ra ánh sáng phản phất vô cùng vô tận, lại trực tiếp đem mỗi một chuỗi pháp thuật thôi hàng thi triển ra kia, tất cả đều chặn đứng lại để cho những pháp thuật này không thể gây tổn thương cho vương đạo nhất chút nào. Nhưng hai món báu vật này cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm. Tình vận hoàn toàn biến mất, trở thành một đống sắt vụn. Hai món bảo vật tuyệt thế bản chất tương đương với hóa thần sơ kỳ, nhưng mà tại chỗ liền bị một chuỗi pháp thuật kia của tôi hẳn phế bỏ đi. Nhưng cho dù là kết quả như thế, cũng tranh thủ được cho vương đạo nhất thời gian chạy trốn hoặc là chuẩn bị. Vì vậy, hắn hiển nhiên là sẽ không chạy trốn từ dịp thời cơ pháp thuật của thời hằng cùng hai món bảo vật va chạm với nhau vương đạo nhất lại ở cây hồng của mình đã đây ra một món bảo vật một thanh kiếm thanh đồng dài qua ba thước trên đó hào quang rực rỡ vô số loại đại đạo pháp tắc quấn quanh ở bên trên ẩn chứa uy năng cường đại không thể tưởng tượng nổi không cần là một kiện bảo vật không kém chút nào chiếc kính thanh đồng kia vương đạo nhất tay cầm trường kiếm thét lớn đến một tiếng để để cho phong vũ trụ sau trời này cũng vang lên âm thanh của hắn cũng để cho vô số sinh linh trong vùng tinh vực này nghe được tiếng kim trào liên tiếp vang lên như hạ kêu vang chín tầng trời nghe vô cùng rõ ràng đây đồng dạng là âm thanh tầng diện pháp tắc xoại vào trong tai từng sinh linh vào giờ khắc này vô số sinh linh trong tinh vực cũng cảm giác tầm mắt của mình xuất hiện một đạo ánh kiếm màu xanh vô cùng sáng chói nó sẽ chém chết hết thảy vô địch đây chính là anh kiếm vương thảo nhất dùng cổ kiếm thanh đồng chém ra. Nó không có mình bồng cuồn cuộn hướng về phía trước như hai đạo dòng thác ánh sao kia. Chẳng qua là một đạo ánh kiếm quá mức tinh thuần. Nhưng một đạo anh kiếm này lệnh ngưng tụ tu hành trọn đời của vương đạo nhất. Ngưng tụ tất cả sức mạnh của hắn cũng là thủ đoạn mạnh nhất hắn có thể thi triển ra ở cảnh giới hiện tại này. Vì vậy, nơi anh kiếm này lướt qua, đại đạo vỡ nát, hư không tan biến, hết thảy sự vật tầng diện vật chất đều tiêu tan ở bên dưới anh kiếm này không còn tồn tại. Bên trong vùng tinh vực này chưa bao giờ xuất hiện qua anh kiếm như vậy, cũng chưa từng có người nào thi triển qua kiếm quang mạnh mẽ như thế. Đi chết đi! Vương Đạo Nhất cao giọng cầm lên, hắn bây giờ tâm tình dao động cực lớn, còn đâu mới có được vân đạm phòng khinh như lúc mới bắt đầu. Hiện nhiên bởi vì công kích của mình liên tiếp bị thôi hằng phá giải, bảo vật cũng đã bị hủy liên tục bị trấn áp liên tục đã có mà áp chế tức giận trong lòng hận không thể đem thôi hằng chém thành muôn mảnh thật ra thì lúc này đạo kiếm quang mà vương đạo nhất chém ra đã có nguy năng tầng thứ này rồi đối mặt với kiếm quang như vậy coi như là cương giả đến gần vô hạn hóa thần trung kỳ cũng rất có thể sẽ bị chém chết hình thần mặc dù hóa thần kỳ trần định bất diệt căn bản không có khả năng trần chính bị giết chết nhưng việc bị người ta chém chết hình thần một lần tóm lại là hồi ức không bấy tốt đẹp. Nhưng loại tình huống đó chẳng qua là nhằm vào hóa thần sơ kỳ bình thường mà thôi. Thôi Hằng chính là bất đồng đấy. Ở khi anh kiếm màu xanh sắp sửa đến gần Thôi Hằng, hắn bông nhìn kẽ đầy một chút cái mũ ngọc trên đầu của mình. Nhất thời chỉ thêm một đoàn thanh khí tình khiết cực kỳ từ đỉnh đầu của hắn toát ra. Một đoàn thanh khí này giống như là tụ hợp thể của tất cả pháp tác đạo vận. Phản phất là căn nguyên đem các loại pháp tác đạo vận diễn sinh ra cho người ta cảm giác vô cùng huyền diệu. Sau khi thanh khí nhổ ra ở đỉnh đầu Thôi Hằng, cũng không có bay đến chỗ khác, mà là dừng lại ở ba thước cao trên đỉnh đầu của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.